Shopmoviet.vn bán đến những quần rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào các bạn, hôm nay ngồi Việt sẽ làm ly cà phê và chơi cà phê ly. Đồng thời thông báo các bạn một tin cực kỳ phê, chính là cà phê ly sẽ được boost thêm sức mạnh trong phiên bản tiếp theo. Chân sẽ dài hơn và bắn sẽ xa hơn. Nói chung là chơi sướng hơn để mình tướng tương là chùm xạ thủ comeback để các bạn tiếp tục cầm súng nhỏ, cầm súng to cùng cà phê ly nha. Capelli nổi tiếng với khả năng sấy liên hoàn và sát thương cực kỳ nhiều thời điểm đầu game. Khả năng hút máu hơn những vị tướng xạ thủ khác rất là nhiều. Chính vì vậy đã bị giảm sức mạnh của Capelli đã bị giảm rất nhiều, đặc biệt là khả năng hồi phục máu của Capelli. Thành ra là hiện tại bị anh em lãng quên, bị coi là phế vật. Nhưng mà mình nghĩ là với cái sự thay đổi mới, Capelli sẽ dễ chơi hơn và có thể comeback nha. Đầu tiên là chân dài hơn. Tốc chạy cơ bản từ 350 thành 360. Cái này thì phê. Nhưng mà Cavalry vẫn rất là yếu ở cái khoản này. Khi các bạn bị khống chế, các bạn bị làm chậm, bạn làm choáng thì thực sự là khỏi chạy luôn. Chính vậy cần một cự ly bắn xa hơn đối với Cavalry. Tầm bắn của súng đại liên từ 6,75 thành 7m. Tầm súng của đại bác 8m thành 8,25m. Quá tuyệt vời không anh em ơi. Vậy thì những phát sấy của mình sẽ an toàn hơn và những phát bắn tại bác sẽ xa hơn và nguy hiểm hơn đối với Cavalry nhé. Cavalry đầu game là chúng ta cần cái súng đại liên, chúng ta sấy như thế này đúng không bạn ơi? Đó, sấy rất là thốn, sấy rất là đau. Cứ để Cavalry sấy đầu game là khỏi vị tướng xạ thủ nào chạy được luôn, bởi vì Cavalry là vị tướng chúng ta vừa đi vừa bắn nha. Còn súng đại bác ở thời điểm đầu game các bạn thấy đấy, không khỏe. Chính vậy, tăng thêm sức mạnh để Cavalry khỏe hơn, nghĩa là cái chiều 2, cái nội tại pha phản lực sẽ tăng thêm xuyên giáp cho Cavalry từ điểm đầu game các bạn ơi. Có thể là 150 xuyên giáp khi bạn 10 điểm cộng dồn, chứ phải là 100 xuyên giáp ở 10 điểm cộng dồn như thời điểm hiện tại nữa đâu. Rất tuyệt vời và hy vọng là Cavalry comeback nha. Ở khi đánh Cavalry đầu game là các bạn lên cái giày của mình, sau đó các bạn lên cái phi tiêu để cộng thêm đam vào cái chiêu 1, rất là lợi. Sau khi lên phi tiêu rồi, các bạn sẽ lên món đồ cung tà ma. Ui hay như này Grack ơi, quá hay từ Grack béo. Ở đánh Cavalry bây giờ rất cần một người trợ thủ cover khống chế để bắn, nếu không các bạn sẽ rất khó được bắn khi mà team bạn có sát thủ, có những vị tướng khó chịu kiểu như Alice đặt chiều Cavalry khỏi chạy luôn, chiều 1 hay là chiều cuối gì đó là thôi khỏi đi cà phê mà phê luôn trên mặt đất. Ok, nên Cavalry bây giờ là khó, cái khả năng nếu chúng ta giữ vị trí không tốt là rất dễ lên bảng số, nhưng mà được bắn thì nó rất là khỏe. Chiều cuối này thôi xong rồi, không cứu được hai bạn. Mình chạy thôi, mình giọt lẹ. Lacrosse làm gì vậy bạn ơi? Lacrosse chạy rồi. Mình solo với Moren. Solo Moren chưa có tuổi và Lacrosse làm cái gì vậy bạn ơi? Không hiểu luôn, súng của mình rất nhanh nha. Ở khoảng cách gần chúng ta sẽ dùng súng đại liên, và khoảng cách xa chúng ta sẽ dùng súng đại bác. Ưu tiên súng đại liên thời điểm đầu game nha. Quá ghê anh ơi. Từng bắt được bé Cavalry nhưng không ngờ là phê trên mặt đất ngay. Cavalry cân đôi. Nếu mà Cavalry giữ được cái khả năng hồi phục như xưa thì cái pha cân đôi đó là easy rồi. Bây giờ thì nó hơi khó. Nên là chúng ta vẫn phải lên cái cung tà ma thật sớm để muốn cân đôi nha. Thôi hay quá, như thế này thì làm sao mà chạy được. Đồng đội cứ khống chế cứ kiểu là perfect như thế này. Về bạn ơi, về nhanh.
Ôi thôi xong mình bị choáng rồi, mình chỉ trước cuối. Rất may là Joker không có dí mình. Joker làm gì vừa đi vừa chạy lại còn hồi máu thế này. Bạn chơi được mình không? Bạn không chơi được mình và bạn phải bỏ chạy. Rất tiếc là bạn đấy chạy rất nhanh nhưng mà làm cái gì vậy? Mình xin là cơ khí quá hay. Là cờ đót này, là cờ đót này. Không chạy là bạn chết này. Bạn không chết thì mình chết này. Các bạn ơi, thôi thôi. May quá các bạn ơi. Tí thì sắp mặt rồi, may cái niềm nha. Quá khỏe phải không anh em ơi, và cũng quá hên luôn. Hiện tại là mình sang như bát canh rồi, chuẩn bị có những pha cân tim nha các bạn ơi. Hy vọng là có thể cân đôi, cân ba, cân bốn, cân năm và cân cả tim bạn luôn. Nhưng mà rất là khó, bây giờ Kavli không thể làm được như vậy. Nếu mà những ngày xưa là chúng ta có thể cân được đấy, bây giờ là rất khó anh em ơi. Đấy, là Claude vào đây bạn ơi. Không dám luôn, bởi vì đang bây giờ mình cũng rất là to rồi. Hiện tại thì mình khuyên anh em không nên sử dụng Cavalry đi rừng. Cái này thì cũng hơi bị ba lê căng đấy. Rất dễ bị bắt bài, rất dễ bị lên bảng đánh số. Chỉ cần sát thủ của team bạn áp sát ngay lập tức là các bạn chơi luôn. Và đi rừng nó không có cover như kiểu là chúng ta đi lên đâu. Ở đi lên thì còn có trợ thủ cover. Đi rừng là chúng ta hay di chuyển, mà di chuyển mỗi một chút xíu là sức mạnh ngay, chỉ có mỗi cái chiêu hai để chạy thôi. Nhưng nhiều khi là chúng ta cầm nhầm súng, chúng ta cầm súng đại liên, chúng ta cầm súng đại bác mà cứ ngỡ như cầm súng thôi xong rồi, cầm súng đại liên, thành ra là nhiều khi là chúng ta vứt chiêu hai ngược về hướng team địch để cho team địch bắn sấp mặt luôn, dính khống chế là chết luôn mà các bạn ơi, mình không thể chạy được thì mình ban đi căng đấy. Thế bây giờ Cavalry bị anh em lãng quên đấy. Chứ một chất tướng mà đam rất là nhiều, sấy liên tục vừa đi vừa bắn rất mạnh, khả năng hồi phục tốt. Nhưng mà bây giờ là bị anh em đã quên, hơi bị phí. Chính vậy hội đồng Nico Mobile buff thêm sức mạnh cho Cavalry nha. Hiện tại mình thấy có một cái nỗi game không hề nhẹ từ vị tướng Gindu. Đó chính là Gindu có khả năng choáng trụ, choáng một chút xíu trụ ở cái nội tại. Không biết cái này nó lâu chưa, bởi vì lâu rồi mình không chơi Gindo. Bạn Clyde thì bạn cái kênh Clyde cũ ấy, có thông báo với mình thì mình vào test thì thấy đúng như vậy. Không biết anh em chơi Gindo nhiều thấy cái lỗi này lâu chưa, không biết là lỗi này có được sửa hay không. Ôi thôi thôi còn chưa cuối à, trời ơi đau hết rồi anh em ơi. Đừng dễ ăn khoai không tưởng. Đầu cơ bật chiêu cuối cái mình chết luôn. Hơi bị chủ quan rồi, bạn đấy hơi chủ quan quá anh em ơi. Nghĩ là thanh niên có chiêu cuối, chứ bạn đấy không có chiêu cuối là chắc không có tuổi ăn mình. Một chiêu cuối lại có cả slow từ điêu thuyền, thành ra không chạy được. Về anh em ơi, không nên hổ báo quá, có đấy mình lỗi rồi. Sau đi nha. Sau đi rồi, quả đấy là mình thấy đầu cơ ngon quá. Mà không ngờ là quay không tưởng. Đánh tanh cao này thì thực sự là những pha hơi lỗi một chút xíu là bốc hơi ngay, lên bản ngay, không thể đùa như chơi với đánh cao thủ ít sao hay là đánh tinh anh đâu anh em ơi. Ok, có thêm trụ rồi, ba đường mega rồi thì bạn hết hết cửa bật nha, hết cửa bật rồi. Màu đen thì không biết bao giờ mới mới lớn đây. Bản ở team mình có ba xạ thủ cơ mà, ba xạ thủ mà có lợi thế như này thì làm sao mà thua được. La Cross bây giờ chỉ có bốc hơi thôi, bật nên băng trụ luôn. Ơi trụ bắn rất là rát, không nên băng anh em ơi. Kết thúc trận đấu luôn này. Ơi cái trụ bắn của mình bắn mình cơ.
có một xíu máu nữa thôi, chỉ cần xíu máu chút nữa thôi các bạn ơi. Mình bị gì? Bị counter từ Alice. Ok, rồi ném chiêu vào mình thôi. Ê ghê đi các bạn ơi. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.